Ngày 13 tháng 4, phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine khó khả thi, và hiện Liên Hợp Quốc vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía Nga cho đề xuất nhân đạo về sơ tán người dân và vận chuyển hàng cứu trợ tới những nơi đang cần. Tổng thư ký Guterres cho biết đã cử Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffith tới Moscow và Kiev từ đầu tháng này, nhằm tìm kiếm giải pháp để hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cho phép đưa người dân ra khỏi các vùng chiến sự như Mariupol, nhưng nhiều khả năng thỏa thuận không đạt được. Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB nhanh chóng hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của cuộc xung đột Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng giá cả leo thang có thể gây ra bất ổn chính trị và xã hội. Theo báo cáo của nhóm đặc nhiệm ứng phó khủng hoảng Ukraine của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở Ukraine đã tác động một cách hệ thống lên toàn cầu, khiến giá dầu tăng hơn 60% so với một năm trước đây. Giá khí đốt cũng tăng hơn 50% trong những tháng vừa qua, trong khi giá phân bón cũng tăng gấp đôi. Hiện khoảng 69 nước, gần 1/3 trong số đó là các nước châu Phi, đang cùng lúc phải đối mặt với khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính do tình trạng đứt gãy các chuỗi cung ứng mà nguyên nhân là do cuộc xung đột ở Ukraine. Có tới 1,7 tỷ dân chiếm 1/3 tổng số người sống trong cảnh nghèo túng trên toàn cầu, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thiếu năng lượng và tài chính, hậu quả của những thảm họa mà họ không hề gây ra. Liên quan tới các cuộc đàm phán, Cố vấn Tổng thống Ukraine đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của nước này, Mykhailo Podolyak thừa nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra với Nga nhằm chấm dứt xung đột là vô cùng khó khăn sau khi Moscow cáo buộc các nhà đàm phán Ukraine làm chậm các cuộc thảo luận bằng cách thay đổi các yêu cầu. Trước đó, cùng ngày 12 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã thay đổi lập trường so với cuộc đàm phán hòa bình hồi tháng trước tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Putin, sự không nhất quán của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đang làm chậm tiến trình này. Ông lưu ý, cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ tiếp tục để hoàn thành đầy đủ mọi nhiệm vụ. Xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24 tháng 2. Moscow và Kiev đã tiến hành nhiều vòng đàm phán kể từ khi nổ ra xung đột, với sự giúp đỡ tích cực từ một số quốc gia có quan hệ tốt đẹp với cả hai bên. Lần gần đây nhất, các quan chức Nga và Ukraine gặp nhau trực tiếp là ngày 29 tháng 3 tại Istanbul. Sau khoảng 4 giờ đàm phán, đoàn đàm phán Nga đã trở về Moscow, mang theo đề xuất bằng văn bản của Ukraine về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên. Trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng, nói rằng Ukraine phát đi tín hiệu rằng họ đã sẵn sàng tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập, nhưng vẫn còn một số vấn đề lớn chưa thể thống nhất. Sau cuộc đàm phán trực tiếp này, các bên tiếp tục đàm phán theo hình thức trực tuyến.